Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Lily trong vườn nhà đã nở đây. Tôi quay một cái clip ngắn để chia sẻ với quý vị những cái hoa Lily mới nở của vườn nhà. Cái Lily này nó là Lily quý vị nha, nó không phải là đê Lily đâu. Cái loại này thì nó trồng nó kén hơn là đê Lily, nhưng nó ra hoa thì cũng đẹp hơn. Đây xin giới thiệu với quý vị, cái này thì nó mới nở thôi. Quý vị thấy nó đẹp không? Nó mới nở, nó mở xen lẫn mấy cái cây cúc vàng. Nó là màu hồng quý vị. Cái nào mà nó nở, mà nó nở lâu quá thì cái màu hồng nó nhạt đi một chút xíu. Nó mới nở thì cái màu hồng nó đậm hơn. Để quý vị xem, nó còn là nụ rất là nhiều quý vị. Hoa này là nó mới nở thôi. Quý vị xem nụ của nó nè, nhiều ghê không? Trong vài ngày nữa thì nó sẽ nở hết. Quý vị thấy nó lại đã không? Đây là hết cái đám lily. Cái màu này, cái đám này thực sự ra nó còn có một số màu đỏ nữa quý vị. Nhưng mà màu hồng thì nó nở trước, màu đỏ thì nó nở sau một chút xíu. Mà cái loại này thì nó hơi kén đó quý vị, nó kén phân, mình phải bỏ phân nhiều hơn. Và cái khoảng một vài năm, cái khoảng 5 năm gì đó thì mình phải đánh cái củ nó lên, mình làm lại cái đất cho nó thì nó mới ra hoa. Nó khó hơn cái đê lily nhiều. Cái đê lily người ta trồng dễ lắm, đến nỗi mà những cái công viên người ta hay trồng, ta trồng loại đê lily thì nó dễ trồng. Cái này thì nó khó hơn chút. Giới thiệu với quý vị. Và đây xin giới thiệu với quý vị cũng là một loại lily. Cái loại lily này thì nó màu cam quý vị. Nó nở thì không có được sai như cái lily hồng hồi nãy. Nhưng mà cái loại này thì nó rất là dễ trồng và nó lan tràn bằng rễ rất là nhanh. Cái cây nó thì nó cao, nó không có thấp như cái loại lily hồng kia. Nhưng mà cái hoa nó thì quý vị nhìn thì nó cũng đẹp, nó không có nét đặc biệt của nó. Nhưng mà đây chụp thì quý vị thấy là nó không có ra sai như cái lily hồng kia. Mà nó lên thì cái thân nó cao như thế này nè quý vị. Đó, nó cao như vậy đó. Thì mỗi cái nó cũng có một cái nét đẹp riêng. Nhưng mà cái đặc biệt của cái loại này thì là nó rất là dễ trồng quý vị. Không có cần phải chăm sóc nhiều. Mà nó lan tràn rất là nhanh. Nếu quý vị mà không có giờ nhiều để chăm sóc á, thì nên trồng cái lily này. Cái lily màu cam này, tại vì nó rất là dễ trồng. Và nó đẻ bằng củ nha. Nghĩa là cái loại này mà một khi quý vị đã trồng ở vườn của mình rồi á, thì nó thuộc loại là rất khó để mà diệt nó, gọi là hard to kill. Nó nhiều khi quý vị bứng như cái bị dục rồi mà chỉ cần dính một chút cái củ hay cái rễ của nó thì nó lại lên. Cái loại này nó dễ, nó kinh khủng như vậy đó. Ở đây xin giới thiệu với quý vị một cái hoa màu hồng rất là đẹp. Đây là Astrid. Cái loại này nó cũng là loại lên hàng năm đó quý vị. Quý vị thấy nó ra màu hồng đẹp không? Gọi bằng rực rỡ luôn á. Đẹp ha. Đây là một cái cành của nó có nụ được quý vị. Cái loại này nó sắp nở rồi, nó chưa có nở hết. Cái loại này thì nó cũng là perennial, nó rất là dễ trồng. Nó có màu trắng, màu hồng, màu đỏ quý vị. Và nó lên hàng năm nha. Nên nếu quý vị mà thích loại trồng những loại cây dễ trồng thì trồng những cái loại như thế này. Cái loại này nó không cần chăm sóc gì nhiều, nó lên hàng năm. Đó, mình thấy đẹp không?